Hôm nay thì mình sẽ ăn bún đậu mắm tôm nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn bún đậu mắm tôm nha. Trong cái mâm bún đậu này là gồm có gan nè, ba gọi heo nè, đây là ruột nha, đây là đậu hũ chiên nha, đây là bún, đây là rau sống nha. Và đây là cái chén, cái dĩa mắm tôm thần thánh nha mọi người. Trong dĩa mắm tôm này có ớt nè, sả nè. Mình trộn thêm một miếng tắc đó mọi người cho nó chua chua mà ngọt độ hấp dẫn lắm luôn á. Chưa ăn đã thấy thèm rồi đó. Bây giờ mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Trước tiên thì mình sẽ ăn ba rọi heo. Ba rọi heo mãi đỉnh. Và mình cạch với mắm tôm nha. Cho thêm miếng gan heo đi cho nó xuất sắc. Mời mọi người nha. Ngon quá. Lúc mình trộn mắm tôm á, mình có trao thêm sả tươi mọi người, rất là thơm luôn. Mình ăn kèm với rau sống. Ngon. Ê bún. Nói chung là cái món này mình rất là khoái luôn á. Vài bữa là mình ăn một bữa vậy đó. Ăn cho nó đã thương thèm. Rồi mọi người ăn bún nha. Ngon quá. Mắm tôm á mình làm á mà có sả thêm mọi người. Ngon. Không thể cưỡng lại luôn á. Mọi người ăn đậu hũ. Xuất sắc. Ngon. Thấy là lòng heo nè mọi người. Cá mắm tôm là đâu còn gì để nói nữa. Trong thiệt là nhiều ớt luôn. Ngon. Ngon quá. Mắm tôm thơm phức à. Món này mình làm á, mắm tôm nè, chỉ có mình ăn thôi. Chồng mình với mấy đứa nhỏ chỉ ăn nước mắm, không ăn được mắm tôm. Ngon. Ngon.
tôi đó. Nó cay, còn ngớt còn ngon. Có ốc cá là ngon. Chỉ có là thêm miếng giang heo ăn kèm mọi người. Đang ở bụng quất nguyên một mạt này. Ngon quá. Không thấy cái dĩa mắm tôm này uống nước đã luôn. Mặn mà thấy. Ấy là mình có nêm chanh với tắc với đường á. Mà vẫn còn hơi hơi mặn. Ngon quá. Giờ đến đây mình cũng xin kết thúc cái video bún đậu mắm tôm nha mọi người. Nếu mọi người yêu mến mình, mọi người đăng ký kênh, nhấn chuông like ủng hộ mình nha. Và bây giờ bye bye mọi người.